Ok anh em, chào mừng anh với Khan Vy, chào mừng với Alphan chín chín nha. Hôm nay chúng ta cùng nhau đua Lamborghini Seto Elemento Test 19. Test này là tôi sẽ nhất định là phải đến được ít nhất là 75% thì mới ăn được cái quà ngon được. Tôi đang quyết tâm làm những cái công việc như vậy đây. Nếu tôi mà làm được thì tôi sẽ vui, còn nếu mà không làm được thì tôi sẽ buồn. Nên là hãy cố gắng đạt được cái mốc mà ta đang cần đạt nha. Cơ hội chỉ có trong hôm nay rồi đấy. Thực ra là hôm nay là thứ hai. Thực ra là hôm nay tôi quay là tôi quay là thứ hai. Quên em về là thứ còn cái ngày là up. Có cái ngày chạy là ngày là đăng, ngày công chiếu là ngày thứ năm. Tôi up là thứ hai còn ngày công chiếu là thứ năm. Đấy. Chung là cứ từ từ thôi. Nhưng có thể xem mấy cái đua mấy này dễ, rất là nhanh thôi. Can của bản quản chi này rất là nhanh, còn can của bản quốc tế thì nó khoảng 2 phút cơ mà. Cái can của cái sự kiện là special can của mùa Raging Bull phần 1, nó đã nêu lên tất cả. Hôm nay là cái bản là sau này là mùa sau tôi phải quyết tâm lấy được con Seto, lấy được con SC12, SC20 và SC18 tôi vứt. SC20 tôi vứt nha, SC18 cũng được đấy. Ui là 100 rồi. Đúng là đời mà. Đúng là định mệnh mà. Có cho tôi 75% được đâu. Toàn người đua giỏi thôi. Toàn người 2 sao thôi. Evija special event thứ hai nó còn trả đầy đề can, nó còn trả bán trong quán quốc tế, nó còn trả bán bách để tôi mua, để tôi đập cơ mà. Đến bây giờ tôi có mới có cái bản như này đây để tôi có thể mua được và có được một thời gian. Họ đã bán bách nhưng mà bách 900, tôi hôm đấy cũng chả có tiền đâu, do Grand Prix đã áp đặt tôi rất nhiều. Tôi chả muốn nạp tiền cho Grand Prix nữa. Tôi quay lại bản quốc tế tôi thấy là tiền vẫn còn như thế. Đúng là chả chịu cày gì cả. Đúng là mấy con người bên kia chả chịu cày game gì cả. Không uy tín để được cho mượn nick. Loài người đang tha hóa. Họ muốn triệu hồi ra kẻ phản bội. Họ muốn con người phải phản bội team của họ bằng cách tạo sự khó chịu cho họ muốn sống. Tôi chỉ là một YouTuber. Tôi chỉ đi comment, ngồi game, ngồi quất game.
không có gì khác cả. Livestream report sẽ bay kênh không? Có thể có và có thể không. Làm bài post chửi bới. Bị cấm comment trong 24 tiếng khoảng vài lần. Có thể sẽ bay kênh. Tôi đã từng bị cấm comment trong 24 tiếng rồi. Nếu đã từng bị cấm comment thì nó sẽ hiểu cái điều mà tôi đang nói. Còn bây giờ thì chạy nốt vậy. Rồi nghỉ thôi. Đó. Tôi phải đợi đến hôm mà tôi nâng cấp đủ thì tôi mới bắt đầu chạy được chứ. Vì tôi không đập pack cho con con Sesto. Tôi đập pack cho con Evija thay vì con Sesto, đó là bởi vì Sesto nó có 40. Lấy thẻ cũng được cũng chỉ được 11, chỉ được một chục cái, còn Evija đợt 30 bây giờ lấy được khoảng một vài thẻ, bây giờ có thể tỷ lệ đập, có thể tỷ lệ mở khoa là rất cao đấy. Tôi đập con Evija luôn. Chiến luôn. Còn về Aperta đấy. Lúc đấy sắp, lúc đấy Syndicate 4, Syndicate 5 sắp đít rồi nên là tôi lại để dành. Thôi, đến đây kết thúc rồi nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những buổi sau nha. Bye bye. Cái này kết thúc rồi thì anh em cứ đợi khi nào mà nó mở khoai thì anh em cứ quất thôi. Thế nhá. Bye.